xin chào anh chị thương và mời chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên stock thì rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay thì hôm nay như thường lệ em là đạt em cũng xin phép là một cái video ngắn để cùng với các anh chị chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường cũng như đi qua một số các mạng cổ phiếu mà anh chị đâu quan tâm thì anh chị nào xem video nếu thấy hay thì mọi người có thể nhấn cho đạt một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh cảm ơn chị rất nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay chúc anh chị và gia đình của mình có một buổi tối ăn lành À, phần đầu tiên của video thì chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường của cái phiên duyệt ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 12 thì Vindex hôm nay đóng cửa mức là 1 1446,77 điểm À, tăng 33,19 điểm tương ứng với 2,35% với mức thanh khoản là 21.688 tỷ à, một cái mức thanh khoản khá là khiêm tốn với 396 mẹ tăng à, 29 mẹ tăng trần 42 mẹ tăng chiếu 67 mẹ giảm và 4 giảm xa trong rổ phiên 30 thì có 30 mẹ tăng 2 mẹ tăng trần không mẹ tham chiếu không à, mẹ giảm và không mẹ giảm xa thì à, sau những cái phiên giảm điểm cũng như là những cái phiên điều chỉnh khá là mạnh của thị trường thì ngày hôm nay thị trường nó đã quay trở lại cái mức à, quay trở lại cái đà tăng à, với cái mức tăng điểm là 33,19 điểm thì thị trường thị trường trong cái phiên ngày hôm qua thì thị trường nó đã gãy cái vùng hỗ trợ à, có nghĩa là trong cái phiên ngày hôm qua thì thị trường nó đã gãy cái vùng hỗ trợ là quanh 1440. Nè, ngày hôm qua thì thị trường nó gãy cái vùng này. Và nó cũng đã gãy cái vùng hỗ trợ là cái vùng là 1420. ở à, có nghĩa là ngày hôm qua thì thị trường nó nó gãy cái một cái mức hỗ trợ 1440. Nó gãy hỗ trợ 1220 và nó chạm về vùng cái vùng hỗ trợ là 1400 à là cái vùng này. Thì cái vùng 1400 trong cái phiên ngày hôm qua là một cái vùng hỗ trợ rất là cứng. Nghĩa là cái vùng 1.400 á, khi mà thị trường ngày hôm qua nó quay trở lại nó kiểm định á, cái vùng 1.400 á là một cái vùng hỗ trợ đó là cái cái kênh xu hướng này gì ha, đó là cái đường trendline là cái đường màu xanh à, từ tháng 7 đến giờ à, đó là cái vùng hỗ trợ đầu tiên, à, cái vùng hỗ trợ thứ hai á là cái gap đã mở ra vào cái ngày 27 tháng 10 thì anh chị thấy cái gap cái gap đường màu tím này không? đó, thì ngày hôm qua thị trường nó cũng đã chạm về cái vùng này nó cũng bật lên, à, cái vùng hỗ trợ thứ ba đó là cái vùng hỗ trợ về nền giá. À, là một cái vùng nền giá nó đã, nó đã trải dài từ cái vùng là ngày 12 tháng 10 đến cái ngày là khoảng ngày 26 tháng 10 à, là cái vùng hỗ trợ thứ ba đó và cái vùng hỗ trợ thứ tư nữa đó là một là cái con số chẵn là cái vùng 1.400 thì có thể nói ngày hôm qua khi mà thị trường nó chạm về cái vùng hỗ trợ này này đó thì trường khi mà nó chạm về cái vùng hỗ trợ này là nó bật lên và ngày hôm nay có thể gọi là một cái phiên hồi phục kỹ thuật của thị trường À, có là ngày hôm qua thị trường nó đã gãy hai cái vùng hỗ trợ là 1440 và cái vùng là 1420 và nó chạm về cái vùng hỗ trợ hội tụ hội tụ ở đây có nghĩa là cái đường trendline này rồi hội tụ ở đây là cái vùng nền giá này hội tụ ở đây là cái cái vùng hỗ trợ về tâm lý 1400 này và hội tụ ở đây nữa là cái vùng à, cái vùng gap để mở ra vào cái ngày 20 26 tháng 10 đó thị trường ngày hôm qua thì nó đã test lại cái vùng này một cái vùng hỗ trợ này rất là cứng ở cái vùng 1400 ngày hôm qua một cái vùng hỗ trợ rất là cứng ở khi mà thị trường nó chạm về nó bật lên và ngày hôm nay có thể gọi là một cái phiên hồi phục kỹ thuật của thị trường thì uh, có thể nói có là nếu mà chúng ta tính từ cái đỉnh cũ á nếu mà chúng ta tính từ cái đỉnh cũ là cao nhất là cái vùng là 1511 và cái vùng thấp nhất ngày hôm qua là cái vùng là 1400 có nghĩa là trong chỉ trong vòng là khoảng một tuần thôi là thị trường nó đã giảm hơn 100 điểm À, và một thị trường thị trường tại vì tại vì trong một cái xu hướng tăng á, trong một cái xu hướng tăng mà thị trường nó giảm từ cái vùng đỉnh à, xuống thấp nhất là hơn 100 điểm thì cái phiên hồi phục kỹ thuật ngày hôm nay là một cái phiên bình thường Đó có nghĩa là cái việc trong một thị trường trong một đang trong một ấp tre mà cái việc mà giảm hơn 100 điểm ở à, hơn 100 điểm mà nó có những cái phiên hồi phục kỹ thuật như này là một cái điều bình thường rồi ngày hôm nay thì có thể nói là một cái phiên tương đối tốt à, của thị trường à, với một cái mức tăng điểm là hơn 33 điểm và đa phần các cái mẹ cổ phiếu nó xuất hiện cái phiên à, gọi là cái phiên hồi kỹ thuật à, tại sao em gọi là hồi kỹ thuật tại vì đây chỉ là mới một cái phiên đầu tiên thôi à có là gọi cái có là có tăng mạnh hay không á có là cái việc mà thị trường nó có tăng mạnh hay không á chúng ta phải dựa vào à, những cái phiên sắp tới à thì chúng ta đơn giản ngày hôm nay à, gọi là cái phiên ngày hôm nay là cái phiên hồi kỹ thuật rồi thì như chia sẻ của em trong những cái video vừa rồi á thì em có nói một cái vấn đề đó là thị trường á À, nó đi đâu nó rơi đi đâu thì nó rơi nhưng mà chỉ cần khi mà xuất hiện một cái phiên hồi kỹ thuật như thế này á thì thị trường á nó phải đi tìm cái vùng cân bằng cái vùng cân bằng là sao em cái vùng cân bằng là cái vùng ở đó mà thị trường á nó ngưng thứ nhất là nó ngưng giảm và thứ hai á là nó có những cái vùng đi ngang à, nó có thể đánh một đáy à, xin lỗi chị nó có thể đánh hai đáy hoặc là ba đáy và nó tạo những cái viên gọi là những cái biên siết chặt á thì nếu chị nào theo dõi cái video của em ngày thứ sáu thì anh chị cũng đã biết rồi cái vùng cân bằng là giống như là cái kiểu như thế này này đó, như thế này gọi là cái vùng cân bằng này, đó, hoặc là như thế này, đó, hoặc là sau một cái nhịp rối, có nghĩa là sau những cái nhịp rối là thị trường nó luôn đi tìm những cái vùng cân bằng, Có nghĩa là cái vùng cân bằng thì không biết nó tạo như thế nào, nhưng mà sau những cái nhịp rối á, là thị trường luôn đi tạo những cái vùng cân bằng kiểu như thế này, thì sắp tới là thị trường nó sẽ đi tìm cái vùng cân bằng, à, đi tìm cái vùng cân bằng đó. Rồi, thì uh, hiện tại thì em có hai kịch bản về cái vùng cân bằng để gửi tới các chị. Cái kịch bản đầu tiên á, đây này, anh chị để kỹ giúp em là hai cái, cân là cái À, các cây nến màu hoặc là các cái mũi tên màu xanh và cái và cái mũi tên màu đỏ à, cái mũi tên màu xanh đó là kịch bản đầu tiên có là cái kịch bản đầu tiên á, là em dự em dự trù á, là ngày mai á, là thị trường nó có thể nó hưng phấn có nghĩa là tiếp đà có nghĩa là tiếp đà tăng điểm ngày hôm nay là thị trường ngày mai nó có thể là nó hưng phấn và và trong cái là về trong cái đà hưng phấn đó là thị trường nó sẽ chạm về cái vùng gáp là quanh cái vùng là 1460 đến cái vùng là 1465 thì cái vùng gáp này á khi trước khi mà thị trường nó rơi á nó là một cái vùng hỗ trợ anh à, nhỉ cái vùng gáp trước khi mà nó rơi này thì nó là một cái vùng hỗ trợ tuy nhiên khi mà cái vùng gáp này nó đã gãy rồi đó thì nó sẽ là một cái vùng kháng cự sắp tới của thị trường đó thì cái vùng gáp này sắp tới nó sẽ là một cái vùng kháng cự thì khi mà ở cái, cái, cái kịch bản một á là thị trường nó có thể nó tiến nó chạm về cái vùng này đó thì cái áp lực bán bên trên nó nó sẽ xuất hiện và khi mà xuất hiện á là thị trường nó sẽ điều chỉnh lại một lần nữa thì khi mà nó, nó điều chỉnh á thì nó cũng sẽ quay trở về nó test lại cái vùng hỗ trợ bên dưới là cái quanh cái việc quanh cái vùng là 1440 có nghĩa là ở cái kịch bản đầu tiên á là thị trường nó sẽ test hai điều cái điều thứ nhất á là nó test lại cái vùng kháng cự và cái điều thứ hai á là nó test lại cái vùng hỗ trợ đó nó chạm về kháng cự à, lực cung lớn quá nó phải quay trở về nó test lại à, quay trở về test lại 1420 thành công thì sau đó nó sẽ break được cái kháng cự này đó có lần có lẽ trong cái phiên ngày mai thì có thể là thị trường nó hưng phấn hưng phấn từ đầu phiên đến khoảng là chín giờ ba hay là 10 giờ gì đó là thị trường nó có thể nó hưng phấn nó chạm về vùng này và nó xuất hiện một áp lực cung thì khi mà xuất hiện một áp lực cung á, là thị trường nó nó có thể là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh vào thứ năm vào thứ năm hoặc là ngày, ngày thứ sáu gì đó thì em dự phòng á, thì như em chia sẻ đó là cái vùng cân bằng nó sẽ trải dài từ 4 đến 7 phiên anh chị ha cái vùng cân bằng không thể hình thành được trong một ngày không thể hình thành được trong hai ngày mà ít nhất là khoảng từ 4 đến 7 phiên à, từ 4 đến 7 phiên thì chúng ta phải cần cân lần ngày hôm nay là cái ngày ngày hôm nay là ngày thứ ba thì trong tuần này là còn 3 phiên nữa à, trong ngày còn 3 phiên nữa thì em dự phòng là trong khoảng là ngày trong khoảng cuối tuần này và đầu tuần sau á là cái vùng cân bằng của thị trường á, nó sẽ được hoàn thành rồi kịch bản đầu tiên thì anh chị lưu ý giúp em là thị trường nó có thể nó quay trở về nó test là cái vùng kháng cự này thì khi mà nó chạm về cái vùng này á, thì nó sẽ xuất hiện một áp lực cung thì khi mà xuất hiện một áp lực cung tại cái vùng gáp cũ á là thị trường nó sẽ test là cái vùng là 1420 một lần nữa tại vì cái vùng 1420 là một cái vùng và là một cái vùng hỗ trợ rất là cứng thì gọi uh, là để tôn trọng nó tức là để tôn trọng cái vùng hỗ trợ 1420 thì thị trường nó có thể là nó quay trở về nó test lại một lần nữa và sau đó nó break được cái uh, break được cái cả này đó đó là đó là cái trường hợp đầu tiên uh, của cái vùng cân bằng đó, uh, thì khi đó là anh anh chị nhận ấy tức là nếu mà trường hợp đầu tiên nó xảy ra đó, thì nó vẫn xuất hiện cái đáy đáy sau cao hơn đáy trước anh chị hiểu không? Cái là nếu mà thị trường nó cân bằng cái đáy thứ hai tại vùng này á uh, thì nó vẫn xuất hiện cái đáy cái đáy này uh, nó cao hơn cái đáy này đó, thì cân là thì nó vẫn đủ đáp ứng đủ điều kiện à, thì nó vẫn rất là tốt đó đó là cái trường hợp đầu trường hợp đầu tiên của cái vùng cân bằng rồi cái trường hợp thứ hai á, là anh chị nhìn giúp em hai cái cây hai cái đường mũi tên màu đỏ này đó là hai cái đường này đó có là cái trường hợp thứ hai á, là thị trường nó sẽ cân bằng ở cái vùng giá thấp có nghĩa là ngày mai á, thì nó sẽ không hưng phấn mà nó sẽ đi ngang đã mà nó sẽ đi ngang quanh cái vùng là 1430 đến cái vùng là 1440 à, nó tích lũy thêm một vài phiên là trong khoảng là từ hai đến ba phiên nữa thì nếu mà nó tích cực á, thì nó sẽ à, thì nó sẽ à, nếu mà tích cực và nó có gọi là nó có xuất hiện những cái tình trạng gọi là những cái những cái nhịp mà nâng đấy đó, có là những, những cái nhịp test lại phía sau á à, nó vẫn cao hơn so so với cái vùng này thì nó vẫn sẽ tích cực. À, có nghĩa là dù cho trường hợp nào á thì thị trường nó cũng sẽ tích cực như nhau. Nhưng mà theo góc nhìn của em á, thì em thích cái trường hợp đầu tiên hơn. Là em thích cái trường hợp là thị trường nó sẽ test lại cái gap này. Nó quay trở về nó test lại cái vùng hỗ trợ 1420 và nó break được cái cạn Có nghĩa là sao? có nghĩa là cái cái trường hợp đầu tiên em thích hơn á tại vì nó test lại cái kháng cự trước cái trường hợp đầu tiên em thích hơn một chút tại vì cái nhịp tại vì nó test lại cái vùng kháng cự sớm hơn có nghĩa là ngày mai á là nếu mà thị trường nó hưng vấn thì nó sẽ test lại cái vùng kháng cự này ngay lập tức rồi còn nếu mà trường hợp bên dưới á thì khi mà nó nó tiến về nghĩa là khi mà nó chạy á thì nó sẽ nó sẽ chạy chậm hơn và khi mà nó về kháng cự thì nó sẽ nó phải test lại một lần nữa. Còn nếu mà trường hợp đầu tiên á, nếu mà trường hợp đầu tiên thì có thể là ngày mai nó sẽ test luôn. Thì khi mà nó test càng sớm á thì nó sẽ kiểm định lại cái vùng là 1420 càng sớm. Đó, nó sẽ kiểm định là cái vùng này. Thì khi mà kiểm định càng sớm kiểm định thành công á là thị trường nó thì việc thị trường nó break được cái vùng gap là 1460 là chỉ trong sớm muộn thôi. Đó, à, theo góc nhìn của em thì à, em thích cái kịch bản à, em thích cái kịch bản nào là đầu tiên hơn. Tuy nhiên cái gọi cái, là cái, cái dù cái, dù cái kịch bản nào, thì em nghĩ là nếu mà thị trường hình thành những cái vùng mà cân bằng á, mà chỉ cần nó nâng đáy thôi, nâng đáy nghĩa là sao em nâng đáy có nghĩa là khi mà thị trường nó test lại những nhiều phía sau á, chỉ cần đáy sau nó cao hơn cái vùng đáy trước, à, nó cao hơn cái vùng là một bốn trăm mười một bốn trăm mười lăm là nó cũng đã rất là tích cực rồi. đó. Dù cho trường hợp một hay là trường hợp hai, thì cũng sẽ rất là tích cực. À, tuy nhiên theo góc nhìn của em thì em thích cái trường hợp à, trường hợp một hơn. Rồi thì việc á, thì việc nhiều anh chị hỏi là à, việc thị trường nó xảy ra trường hợp 1 hay là xảy ra cái trường hợp 2 á thì cái vấn đề này thì phải phụ thuộc rất là nhiều vào tâm lý thị trường anh chị ha cái tâm lý thị trường ví dụ anh chị hỏi là ngày mai tâm lý thị trường như thế nào á thì chúng ta cũng không thể đoán được nhưng mà với cái đề này có là với cái tâm lý ngày hôm nay thì em nghĩ là đầu phiên ngày mai á là thị trường nó sẽ xảy ra những cái nhịp là hưng phấn ở những cái nhịp hưng phấn thì chỉ khi chỉ chỉ cần là thị trường nó hưng phấn thôi là thị trường nó sẽ xuất hiện ở cái kịch bản đầu tiên ở cái là cái kịch bản đầu tiên nó sẽ xảy ra thì anh chị lưu ý cho em cái vùng gáp này cái vùng gáp này em nghĩ là thị trường nó có thể là nó sẽ test lại đó tại vì cái vùng gáp này nó là một cái vùng hỗ trợ rất là cứng trước khi mà thị trường nó giảm anh à, một cái vùng hỗ trợ cứng trước khi mà thị trường nó giảm á, thì khi mà thị trường nó tăng trở lại nó nó là một cái vùng kháng cự cũng cũng không nhẹ cũng không có nhẹ đâu nên là nó sẽ test lại và nó sẽ gặp áp lực công quanh hôm nay thì anh chị lưu ý cho em cái điều đó ha nhưng mà em nghĩ là để tích cực nhất á, thì chạm về cái vùng này sau đó bắt test trở lại và sau đó break được cái vùng này thì nó sẽ tích cực hơn đó thì anh chị lưu ý cho em hai cái kịch bản này thì có thể nói trong khoảng thời gian vừa rồi á dù cho thị trường á có dù cho thị trường nó tích cực hay là nó tiêu cực thì em cũng có chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là những cái góc nhìn của em để được để gọi là để giúp đỡ các anh chị xử lý à, tại vì nhiều lúc á tại vì nhiều lúc đối với em á cái cổ phiếu nó gọi là cái cổ phiếu nó chỉ là một phần thôi và quan trọng là anh chị xử lý cái thị trường như nào anh chị xử lý cái thị trường như nào và anh chị anh chị rút ra được cái bài học gì sau những cái nhịp điều chỉnh của thị trường à chứ ví dụ như chẳng hạn như thế này đi chẳng hạn như là trong khoảng những ngày vừa rồi á thì khi mà anh chị có nghĩa là khi mà anh chị nắm những cái mẹ cổ phiếu á thì với một người mà bình thường á có nghĩa là với một người mà bình thường mà chỉ xem đầu tư là một cái việc là không quan trọng á thì người ta chỉ nghĩ đơn giản là ờ thị trường này nó giảm rồi nó cũng tăng thôi À, nó giảm như vậy rồi thôi cứ thả bỏ mặt cho cái mẹ cổ phiếu nó cứ rơi đi rồi nó cũng sẽ hồi lại tuy nhiên nếu một người nào mà có gọi là xem cái việc đầu tư là một cái việc quan trọng á nếu một người xem cái việc đầu tư là một cái việc quan trọng thì người ta sẽ có xu hướng là đi tìm hiểu tại sao thị trường nó lại như vậy và nếu mà thị trường nó điều chỉnh như vậy á, thì mình nên xử lý như thế nào và nên mình có những cái kịch bản nào để để xử lý với cái trường hợp đó thì đó là một nhà đầu tư các em nghĩ là một nhà đầu tư gọi là sẽ thành công sau này trong giai đoạn vừa rồi thì dù thị trường tốt hay xấu á thì em cũng hay em cũng rất là hay đưa ra những cái góc nhìn những cái cách xử lý để giúp anh chị đầu tư là giúp anh chị xử lý được tại vì theo kinh nghiệm cân là em là một người cũng đã trải qua rất là nhiều lần rồi anh những cái nhịp như này á nhiều anh chị cũng lo lắng như vậy thôi nhưng mà thật sự với các anh chị là những nhịp như này á đối với em rất là bình thường tại vì em là một người đã chinh chiến trên thị trường cũng rất là lâu rồi em em đã cũng trải cân lợp là cái ngay cái lần này á chỉ là những cái những cái nhịp bình thường thôi à, anh nha có lẽ em có lẽ trong năm nay á, thì em cũng đã trải qua những cái dịp như là ngày 23 tháng 8 này hay là ngày 6 tháng 7 này hay là ngày à, hay là ngày 9 tháng 6 này hay là ngày 19 tháng 1 này hay là trong 2020 thì em cũng đã trải qua rất nhiều những cái giai đoạn như là giai đoạn là ngày 27 tháng 10 này giai đoạn như là ngày 23 tháng 7 2020 hay là giai đoạn là 10, 12 tháng 6 hay là giai đoạn là khoảng tháng 3 2020 có nghĩa là những cái những cái đắng cay ngọt bùi trên thị trường á những cái nhịp điều chỉnh mạnh trên thị trường á thì em cũng đã trải qua rất là nhiều rồi và em cũng đã có những cái kinh nghiệm xử lý rất nhiều trong những cái trường hợp như này nên là trong giai đoạn vừa rồi á em bỏ qua rất là nhiều các cái mẹ cổ phiếu có nghĩa em không tập trung quá nhiều vào cái mẹ cổ phiếu khi mà thị trường rơi mà em tập trung nhiều hơn vào hướng xử lý tại vì anh chị lưu ý á những cái phiên như thế này á không thường xuyên xuất hiện cho các anh chị xử lý đâu những cái phiên như này thì anh chị phải tập trung anh chị rút kinh nghiệm để anh chị có có thể gọi là gọi là giống như là học bài đó học bài tức là thêm một bài học mới để sau này mà nếu mà nó có xảy ra đó thì anh chị vẫn có hướng xử lý tại vì thị trường á thị trường nó vận động như thế nào thì chúng ta không biết được nha thị trường ngày mai nó tăng hay giảm chúng ta không biết được quan trọng là chúng ta xử lý như thế nào chúng ta đưa ra các kịch bản nào khi mà thị trường nó như vậy thì sau này em nghĩ là anh chị dù sớm hay muộn á thì nếu anh chị nào mà có tinh thần cầu tiến á ví dụ anh chị ví dụ khi mà thị trường nó rơi thì anh chị tìm cách anh chị đưa ra các hướng xử lý để anh chị xử lý cho phù hợp chứ không phải là khi mà thị trường nó rơi thì anh chị cứ nghĩ ờ thị trường nó rơi rồi thì từ từ nó cũng hồi lại thôi ở bảo mặt thị trường như vậy thì nó sẽ nó sẽ không hay cho lắm về cái quá trình đầu tư sau này á thì anh chị cứ anh chị cứ lên anh chị cứ loan quanh trong một cái vòng như vậy á thì gọi là chúng ta không thể gọi là chúng ta em, dùng từ hơi hơi cao siêu nhưng mà gọi là chúng ta không thể tiến bộ lên được đó thì nếu anh chị nào mà trải qua những giai đoạn thứ này như thế này á thì em nghĩ anh chị sẽ có những cái kinh nghiệm nhất định uh, sau này rồi thì cái hướng xử lý của em là như vậy thì trong cái video ngày thứ sáu vừa rồi á thì em có đưa ra những cái vùng cân bằng em đưa ra những cái gọi là những cái những cái kịch bản của thị trường thì hiện tại thì kịch bản của thị trường á đang xảy ra là cái kịch bản hai của em kịch bản hai có nghĩa là sao kịch bản hai có nghĩa là nó không hồi liền mà cái phiên ngày hôm qua là cái phiên ngày 6 tháng 12 á là tiếp tục là một cái phiên giảm điểm thì ngày hôm nay là có thể gọi là một cái phiên hồi kỹ thuật này thì trường đang vào là một cái phiên gọi là một cái một cái nhịp gọi là kịch bản hai thì tiếp theo á thì em vẫn chưa dám nói là em vẫn chưa dám khẳng định là thị trường nó có thể là nó có nó có thông, nó, còn là nó có là nó nó có up trên mạnh hay không nhưng mà cái việc mà chúng ta còn đi tìm á đó, là đi tìm vùng cân bằng tại vì chỉ có cái vùng cân bằng á thì mới giúp thị trường đi lên bền vẫn được anh chị ha chỉ có là anh chị để kỹ này có nghĩa là trong những cái nhịp điều chỉnh có là chúng ta quay về lịch sử đây trong những cái nhịp điều chỉnh chẳng hạn như là ngày 23 tháng 8 hay không hoặc là 20 tháng 8 hay không 20 tháng 8 hay không uh, 2021 thì anh chị thấy không khi mà thị trường nó rơi á dù ít hay nhiều á thì nó cũng phải cân bằng hay là những cái nhịp tháng 7 này dù ít hay nhiều thì nó cũng phải cân bằng những cái nhịp như là những cái nhịp những cái nhịp tháng 6 này mặc dù á nó rơi rất là nhẹ nhưng mà anh chị thấy nó cũng phải cần bốn phiên để nó cân bằng đó hay là những cái nhịp như là ngày tháng 1 rồi cũng phải cần bốn phiên cân bằng hay là chúng ta quay trở về cái vùng là những cái ngày hai không tháng 11 2020 anh chị thấy là thị trường nó gãy 3 phiên liên tiếp nó gãy rất lớn sau đó nó có những cái phiên hồi kỹ, hồi kỹ thuật hai cái cây nến là ngày 29 tháng 10 á và cái ngày 30 tháng 10 á là hai cái cộng này là hai cái cộng hồi kỹ thuật này thì anh chị thấy anh chị thấy sau đó khi mà thị trường nó hồi trở lại á thì nó cũng hình thành một cái vùng cân bằng nhỏ đâu đó. đó cái vùng này có thể gọi cũng có thể gọi là một cái vùng cân bằng nhỏ và sau đó thị trường nó xác nhận bằng một cái cây nến là 19 tháng 11 đó thì khi mà thị trường nó quay về cái đỉnh cũ này thì anh chị thấy là thị trường á nó tiếp tục nó test lại một cái lần nữa vào cái cây nến là khoảng cái ngày 7 tháng 17 tháng 11 2020 không đó có là trong quá trình sau khi một một cái nhịp rồi á, thì thị trường đi lên á, nó phải từ từ anh nhá thị trường đi lên nó phải có từ từ nó phải có phiên hồi kỹ thuật rồi khi mà nó hồi thì nó phải có cái vùng cân bằng từ 4 đến 5 phiên rồi khi mà về đỉnh cũ trở lại thì nó phải test lại đỉnh cũ đó có là phải đi lên từ từ đó hay là những cái nhịp như là những cái nhịp như là ngày à. hay là những cái nhịp là covid này đó cái nghiệp cái nhịp là khoảng ngày ngày tháng 7 2020 là covid bùng gọi là bùng phát ở Đà Nẵng này thì anh chị có nhớ là cái đó khi mà những cái ngày là ngày 24 tháng 7 2020 và cái ngày 27 hay 27 tháng 7 2020 thì anh chị thấy là thấy thị trường nó giảm một cái một mặt không giảm rất mạnh thì sau đó thị trường nó nó cũng phải cân bằng anh nhau nó cũng phải cân bằng này nó cân bằng xong thì sau đó nó mới đi lên đó thì thị trường á, dù ít hay nhiều á, thì cái thì cái cái, cái yếu tố mà quan trọng của thị trường trong những cái phiên sắp tới á, là đi tìm vùng cân bằng À nhá là đi tìm vùng cân bằng thì cái vùng cân bằng thì hai kịch bản á thì em đã nói rồi kịch bản đầu tiên á là chạm về cái gáp 1460 quay trở về test lại cái vùng 1440 và sau đó break được cái gáp này đó là cái kịch bản đầu tiên thì thật sự với các chị em thích cái kịch bản đầu tiên hơn tại vì nó test gáp sớm à, Tết test gáp là test cái vùng gáp này sớm càng sớm thì nó sẽ càng tốt. tại vì cái gốc, tại vì cái vùng gáp này đang là một cái vùng hộ đang là một cái vùng kháng cự rất là lớn của thị trường. thì khi mà nó nó test sớm, nó kiểm định sớm và nó break break ra sớm á, thì nó sẽ tích cực hơn. còn kịch bản thứ hai thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó sẽ chậm hơn một chút. có nghĩa là nó sẽ đi ngang cái quanh cái vùng là một bốn đến 1 bốn và sau đó nó sẽ tiến lên ở trong trong những cái phiên sắp tới. rồi thì anh chị có thể nắm cái tinh thần như vậy hay gì ha nói chung là trong cái video ngày thứ sáu, có là nếu anh chị nào chưa xem á thì anh chị có thể xem lại cái video ngày thứ sáu cũng như là cái video này. Thì à, em nghĩ là với hai cái video này á thì anh chị với những cái phiên như là ngày 20, 20 20 tháng 8 này hay là ngày ngày 6 tháng 7 này hay là cái ngày 10, hay là cái ngày 19 tháng 1 á thì em nghĩ là sau này á dù cho thị trường á nó xuất hiện nó có xuất hiện thêm cái những cái phiên như này 100 lần nữa thì em nghĩ là anh chị là với hai cái video này á à, với hai video lần video ngày thứ sáu cũng là cái video ngày hôm nay á thì em nghĩ là các chị cũng sẽ xử lý được nha. tại vì những cái phiên như thế này á luôn xuất hiện trên thị trường, nha. luôn xuất hiện trên thị trường. và một cái vấn đề rất là hay á là những cái phiên như thế này á là trong một năm á nó sẽ xuất hiện không nhiều. thì nếu anh chị nào mà tiếp xúc những cái phiên như thế này càng sớm á thì sau này nếu mà nó xuất hiện á thì anh chị sẽ rút được rất là nhiều kinh nghiệm. đó, rất nhiều kinh nghiệm gì ha. rồi thì tình hình chung là thị trường ngày như vậy. là ngày hôm ngày hôm nay là thị trường nó nó tăng điểm nhưng mà Uh, thanh khoản như thế này là tốt à, anh nhỉ thanh khoản mặc dù á uh, mặc dù có là tốt cho thị trường các em em có là với một cái phiên hồi kỹ thuật như thế này á uh, thì em cũng không muốn cái khối lượng thanh khoản nó cao đâu tại vì khối lượng thanh khoản thấp á uh, nghĩ là ai bán thì cũng đã bán hết rồi à, ai bán thì cũng đã bán rồi thì ngày mai là để xem thị trường nó hưng phấn như thế nào thì uh, chúng ta sẽ đánh giá thêm vào cái phiên ngày mai nhưng mà nhìn chung ngày hôm nay là với một cái phiên tăng điểm mà trong rổ V30 thì có 30 mã tăng uh, toàn thị trường là gần 400 mã tăng À, thì ngày hôm nay có thể nói là một cái phiên tăng điểm rất là tốt của thị trường rồi mặc dù á mặc dù thì ai cũng biết nó là hồi kỹ thuật nhưng mà phải có hồi kỹ thuật anh chị ha phải có hồi kỹ thuật thì nó mới cân bằng được nha nó là trong một cái trong một cái vùng cân bằng á có nghĩa là trong một những cái nhịp rơi á thì trước khi mà nó cân bằng á thì nó phải xuất hiện những cái phiên hồi kỹ thuật như thế này, này đó những cái phiên hồi kỹ thuật như này là những cái phiên hồi kỹ thuật này đây này hay là những cái phiên như thế này là những cái phiên hồi kỹ thuật này là cái phiên như là ngày 24 tháng 8 này rơi là phải có hồi kỹ thuật hay là cái ngày Ngày 20 tháng 7 anh chị theo rơi là cái ngày 20 tháng 7 là nó hồi kỹ thuật này hay là những cái ngày những cái nhịp rơi, rơi vào khoảng là ngày tháng 6 là cái ngày 9 tháng 6 là cái phiên hồi kỹ thuật hay là cái nhịp rơi ngày tháng 1 á, là cái ngày 29 tháng 1 là cái phiên hồi kỹ thuật đó có nghĩa là cái vùng cân bằng á, cái xuất phát điểm của nó là phải có cái phiên hồi kỹ thuật đầu tiên đó thì khi mà có hồi kỹ thuật rồi á thì chúng ta sẽ đi tìm cái vùng cân bằng là trong khoảng là từ 3 đến 4 phiên tới thì cái vùng cân bằng nó như thế nào thì em sẽ cập nhật thêm cho các anh chị trong những cái video sắp tới nhưng mà nhìn chung với tinh thần như hôm nay thì em nghĩ là anh chị anh chị cũng khá là vui rồi có là mặc dù thì anh chị cũng cũng mất rất là nhiều có là nếu anh chị nắm cổ phiếu thì anh chị cũng mất rất là nhiều lãi trong giai đoạn vừa rồi hoặc là ví dụ anh chị mua trẻ thì anh chị cũng sẽ bị lỗ nhưng mà nhìn chung với cái phiên ngày hôm nay thì em nghĩ các anh chị tinh thần á thì anh chị cũng đã đỡ hơn được hơn được phần nào rồi anh ha nói chung là chúng ta xử lý bình bình tĩnh thôi nói chung là nếu anh chị nằm mà vào thị trường cũng trẻ đó thì anh chị cũng hơi lo lắng thôi nhưng mà nếu chị nào thường xuyên theo dõi cái video của em á thì chắc có lẽ là em đã trải qua những những cái những cái phiên như này á rất là nhiều lần rồi nên làm cũng bình thường thôi à, thì chính bởi như thế chính bởi như thế là trong giai đoạn vừa rồi thì em biết các anh chị á, là trong giai đoạn là khoảng tháng 10 tháng 11 này thì số lượng tài khoản rất nhiều thì khi mà số lượng tài khoản rất nhiều á thì nhà đầu tư f không nhiều nhà đầu tư f không nhiều á thì cái kinh nghiệm xử lý á nó không nhiều anh à, nhớ có nghĩa là trong giai đoạn là tháng 10 tháng 11 thì anh chị thấy là cái số lượng tài khoản mở rất lớn thì khi mà số lượng mở tài khoản rất lớn đó thì khi nhà đầu tư vào thị trường á thì sẽ, thì họ sẽ không có họ sẽ không có kinh nghiệm để xử lý những cái phiên như này vậy nên trong những cái nhịp vừa rồi thì khi mà thị trường nó rơi đó, thì em hướng dẫn các anh chị rất là kỹ về à, thị trường rơi thì nó xảy ra những cái kịch bản nào rồi khi mà rơi rồi á thì nó hồi phục ra sao thì khi mà nó hồi phục rồi á thì nó cân bằng như thế nào đó thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng mà em nghĩ là rất nhiều các anh chị cũng không biết đâu nên là em chia sẻ rất là kỹ rồi tinh thần là như vậy anh chị ha cảm ơn anh chị à nói chung là cũng cũng mong là anh chị xử lý bình tĩnh anh nha xử lý bình tĩnh rồi tiếp theo thì em cùng anh chị chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái à, về cái chuyện đồng ngành đi chuyện đồng ngành rồi về chuyện đồng ngành thì có thể nói là đa phần các ngành hôm nay đều đều tăng điểm à, các ngành đều, đều đều tăng điểm ha tại vì ngày hôm nay thì em thấy là rất nhiều các cái mẹ cổ phiếu nó nó tăng trở lại dù tăng ít là, hay là tăng nhiều ngày hôm nay một số ngành tăng điểm tốt thì từ cao đến thấp thì có ngành dầu khí à, ngành thép ngành năng lượng à, chứng khoán bất động sản ngân hàng hóa chất y tế bán lẻ đầu tư công hay bảo hiểm du lịch giải trí hay là cảng biển cũng đều tăng rất là tốt thì ngày hôm nay thì một cái phiên tăng điểm rất là tốt của thị trường với đa phần các ngành đều tăng điểm rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về về các em các cái âm khối ngoại cũng như là các cái các cái nhóm giảm nhất thị trường nhóm nhỏ nhất thị trường trước đi về cái nhóm nhất thị trường thì một số mẹ cổ phiếu mà tăng điểm mà đóng góp chỉ số tăng thì có việc công ban gas vinhome hòa phát bidv vre VIC, cũng là tích công ban thì đa phần là trụ thôi đa phần là trong vi 30 thôi. Một số mạng cổ phiếu giảm, đóng góp chỉ số giảm thì có IDI, TSC, TCD, STK, CRE, SCF, HTN. Thì đa phần là những cái mã cổ phiếu mid cap thôi, không tác động quá lớn. Rồi tiếp theo là về khối ngoại. Hôm nay khối ngoại mua ròng là khoảng 300 tỷ. Một số mạng mà khối ngoại mua thì có Vinhome, có Vietcombank, HCM, Nam Kim, VND, VICT, Digital, HDBank, DG cũng như là BIDV. Một số mạng mà khối ngoại bán thì có VB Bank, có Hòa Phát, Novaland, KBC. GMD, BNG, TSH, Hà Đô cũng như là VRE. Tiếp theo là về tự doanh. Hôm nay tự doanh mua ròng nhẹ là khoảng 34, xin lỗi chị, 32,5 tỷ. Một số mã mà tự doanh mua thì có Masan, VRE, Mai Sông Hồng, VB Bank, STB, MB KDH, CEI cũng như là Hòa Phát. Một số mã mà tự doanh bán thì có MWG, có Vinamilk, CTG, Techcombank, SCB cũng như là SSI. Rồi, đó là về tự doanh cũng như là về khối ngoại. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái về cái chỉ số tài chính của của thế giới đây thì có thể nói là trong cả một tuần vừa rồi á thì các tin tức vĩ mô nó xuất hiện khá là nhiều các tin tức vĩ mô về thứ nhất là về tác động của omicron này à, rồi thứ hai là về những cái những cái pha hắt hơi sổ mũi của fed về cái việc là sớm tăng lãi suất nên là có thể nói là về thì về thị trường việt nam nói chung cũng như là về cả toàn cầu, có là về thị trường Việt Nam nói riêng cũng cũng là cả toàn cầu nói chung, thì có thể nói trong một tuần rồi là một tuần rất là nhiều biến động. À, tuy nhiên thì uh, sau cơn mưa thì uh, trời cũng cũng đã sáng dần. À, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Thì hiện tại thì các chỉ số tài chính của thế giới thì nó cũng đã thích nghi dần, gọi là thích nghi dần với những cái tin tức xấu rồi, à, gọi là cảm nhận, rồi phản ứng, rồi đáp lại với những cái tin tức xấu này cũng cũng khá là tích cực rồi. Thì hiện tại thì các chỉ số như là Dow Jones hay là của Nasdaq, uh, Russell hay là các chỉ số của châu Âu hay là của châu Á thì đang có một sắc xanh rất là tốt anh chị Anh chị thấy anh chị lướt từ trên xuống dưới thì đa phần là xanh thôi, rất là rất là ít, rất là ít màu đỏ. Rồi, thì đó cũng là một cái tín hiệu khá là tích cực. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng chúng ta cùng liếc qua về là cái chỉ số anh chị hay quan tâm là về giá dầu đi. Uh, giá dầu thì có thể nói để em xem giá dầu thì uh, sau những nhịp rơi á, có là sau cái nhịp rơi, có là giá dầu sau một cái nhịp rơi vừa rồi thì giá dầu nó cũng đang hồi lại anh chị hôm bữa cái gọi là cái nhịp rơi xong nhất là vào ngày 4 tháng 12 đó thì khi mà Omicron nó ra đó thì nó còn là 66 đô thì hiện tại giá dầu là khoảng 70 72 đô rồi à, cũng, cũng cũng được nói chung là cũng hồi đang hồi lại anh à, nha cũng đang hồi lại rồi về à, tiếp theo là về cái à, về về thép đi à, giá thép thì đang có xuống là nó hồi lại nói chung là về xuống chung á, thì giá thép nó đang nó đẩy giảm một mặt từ cái vùng là khoảng 6.000 rồi à, giảm giảm 6.000 và cái vùng thấp nhất là khoảng cái vùng thấp nhất của thép là khoảng 4.000 4.600, 4.650. Hiện tại giá thép đang còn là 4.900. thì đang có xu hướng là nó hồi lại nha. Đó là có xu hướng hồi lại này. À, thì các cái mã cổ phiếu thép của trong nước như là Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen hay là SMC thì nó cũng vừa trải qua một những giai đoạn nào rất là khó khăn. em biết em biết đối với rất nhiều chị nhà đầu tư mà cổ trong thép thì giai đoạn vừa rồi là một giai đoạn rất là khó khăn đối với rất nhiều các anh chị đầu tư khi mà những cái mẹ cổ phiếu cổ phiếu thép nó rơi một mặt từ trên xuống luôn thì nó cũng bị tác động rất là nhiều bởi cái giá cổ phiếu gọi là giá cả gọi là giá của thế giới như thế này này đó thì sau này á, thì anh chị cũng phải rút kinh nghiệm nói chung là khi mà anh chị đầu tư với những cái mẹ cổ phiếu mà nó nó có sự đột biến á, và nó có liên quan đến cái tính chất đến tính, tính chất chu kỳ và nó phụ thuộc vào, giá bán nhiều á ví dụ như là giá thép giá phân bón giá cao su giá đường giá dầu khí hay là giá giá, uh, là giá, giá giấy hay là giá gì đó, có là nó liên quan đến cái, đến cái, đến cái tâm lý cũng như là cái bản chất doanh nghiệp của anh chị á, thì anh chị cũng phải lưu ý một chút về cái vấn đề này. Anh chị lưu á tại vì sao? Tại vì đầu tư là một quá trình rất là dài. Anh chị không phải đầu tư là một hai năm. Về cái chu kỳ kinh tế đó, khi mà nó hết á, thì nó cũng sẽ lặp lại. Anh nha. Thép khi mà hết chu kỳ á, thì nó cũng sẽ có chu kỳ tiếp theo. Các cái ngành như là dầu khí, như là phân bón, như là ngân hàng, như là bất động sản, như là chứng khoán, khi mà hết chu kỳ á thì nó cũng cũng sẽ có chu kỳ tiếp theo nó không xuất hiện ở ở 2022 thì nó cũng sẽ xuất hiện ở 2023, 2025, 2027, 2030 hay là 2045, 2050 đến cái đời gọi là đời cháu chắc của chúng ta. Nó là khi mà anh chị đầu tư thì anh chị phải nhìn dài ra một chút. thì sau những cái thất bại hay là những cái thành công á, thì anh chị phải đúc rút ra được những cái kinh nghiệm cho mình. hả chứ không phải anh chị thấy thị trường ngon á, là anh chị vui mà anh chị thấy trường anh chị thấy thị trường xuống á, là anh chị buồn lắm được. quan trọng là chúng ta học được cái gì ở những cái thời điểm như vậy để sau này khi mà chúng ta có đầu tư đi à, thì chúng ta có thể tiếp tục đầu đầu tư nó sẽ thành công hơn. hoặc là ví dụ như anh chị nghĩ đầu tư đi, thì anh chị có thể truyền lại những cái kinh nghiệm cho con mình, hay là cho cháu mình để sau này cái thế hệ phía sau á, người ta sẽ đầu tư tốt hơn. tại vì em thấy em thấy là trong giai đoạn hiện tại cũng như trong giai đoạn cả tương lai á, là thị trường chứng khoán là một thị trường nó sẽ phát triển rất là mạnh nó sẽ phát triển cực kỳ mạnh. thì nếu anh chị nào đầu tư càng sớm hoặc là anh chị rút kinh nghiệm càng sớm á, anh chị biết những cái những cái đặc điểm của những cái nhóm ngành càng sớm, à ví dụ như là nó đang ở chu kỳ nào và nó là cái sự tăng giá của cái ngành đó đó, nó được tác động như thế nào á, thì sau này anh chị sẽ đầu tư nó sẽ nó sẽ đơn giản và nó sẽ thành công hơn rất nhiều. đó, tại vì chu kỳ kinh tế nhá, chu kỳ kinh tế nó luôn lặp lại và các cái ngành á, nó cũng có đau trên và ấp trên. đó, thì khi mà ấp trên thì anh chị biết nó vì sao và khi mà nó đau trên thì anh chị biết nó vì sao là được. À, rồi, thì uh, chia sẻ một chút với chị như vậy về tình hình của của thế giới hiện tại thì em thấy là giá thép nó đang có dấu hiệu nó hồi lại này, hay là về điều về giá dầu thì nó đang, đang có dấu hiệu hồi lại. Thì nhìn chung tình hình về thế giới cũng như là về tình hình về trong nước đó, đang có những cái dấu hiệu cũng khá là tích cực nha, cũng đang khá là tích cực Rồi, uh, thì đó là một chút về uh, về tình hình tổng quan về thị trường cũng như là về tình tổng quan về uh, về tin tức. Rồi tiếp theo thì uh, chắc có lẽ là chúng ta sẽ nhìn qua một chút về uh, À, về các cái mã cổ phiếu đi, à, chúng ta cùng xem qua về cái bảng điện à, gọi là bảng điện chung trước thì để để ngày hôm nay thì để xem lướt qua các ngành này để xem ngày hôm nay nó nó tăng điểm như nào ngày hôm nay ngân hàng á ngân hàng thì cũng có các à, cái, cái mã cổ phiếu nó cũng đều tăng à, tăng một giai đoạn là khoảng khoảng từ một phần trăm đến khoảng là bốn phần trăm đó là ngân hàng à, chứng khoán thì ngày hôm nay cũng có mẹ cổ phiếu tăng mạnh cũng có mẹ cổ phiếu tăng ít à, cũng trải dài là từ khoảng là một hai ba bốn phần trăm đó có rồi tiếp theo là về thép à, thép ngày hôm nay thì cũng tăng tốt này có hai mẹ cổ phiếu tăng mạnh nhất thì có tên là HVMC Rồi một số mẹ cổ phiếu gọi là những cái mẹ cổ phiếu đằng anh hơn á ví dụ là Hòa Phát, Hoa à, TVN hay là Nam Kim á, thì nó cũng tăng một một mức độ là khoảng ba bốn phần trăm như này là cũng khá là tốt rồi à, rồi những cái mẹ cổ phiếu bất sản bất sản công nghiệp thì ngày hôm nay cũng có những mức tăng rất là tốt đó những cái mẹ cổ phiếu đó, anh không? tím và xanh này chỉ có tím và xanh thôi, đó, và xanh thôi. Đó, rồi một số mẹ cổ phiếu về về dầu khí ngày hôm nay cũng tăng tốt này à, hay là một số mẹ cổ phiếu về về năng lượng về năng lượng về khí rồi về điện về điện gió rồi điện năng lượng mặt trời đó ngày hôm nay cũng có những cái mức tăng điểm rất là tốt à, hay là những cái mặt cổ phiếu như là hay là những cái mặt cổ phiếu như là à, những cái cổ phiếu về về về, về à, tiêu dùng hay là những cái mẹ cổ phiếu về thực phẩm đó ngày hôm nay cũng có khá là tốt tăng khá tốt những cái mẹ cổ phiếu dệt may thủy sản thì ngày hôm nay cũng có nhiều mẹ cổ phiếu tăng tốt này à, ví dụ là CMX, FMC một số mặt cổ phiếu dệt may cũng như là TNG hay là những cái mặt cổ phiếu LVGT t ngày hôm nay cũng có những cái mức hồi phục trở lại hay là những cái mặt cổ phiếu như là um, xây dựng Uh, xây dựng và đầu tư công ngày hôm nay cũng có nhiều mẹ cổ phiếu cũng tăng khá là tốt ha uh, ví dụ như là hút này uh, là CG HBC là số mẹ cổ phiếu như là KSB uh, BCC uh, một số mẹ cổ phiếu như là CI hay là HV ngày hôm nay thì đa phần những cái ngành này cũng đang tăng điểm rất là tốt rồi em đi qua một chút để sơ lược gọi là sơ lược để các chị nắm tính năng như vậy rồi thì uh, để đi qua kỹ hơn thì chúng ta cùng đi qua về cái biểu đồ kỹ thuật đi uh, chúng ta sẽ đi qua một chút về những cái ngành uh, À, về những cái mạng cổ phiếu kèm nói tổng quan chút có nghĩa là trước khi mà đi qua có nghĩa là trước khi mà đi qua về các cái có là trước khi mà đi qua về các cái mạng cổ phiếu thì em sẽ nói lại một cái lần nữa em sẽ nói lại một cái lần nữa về những cái mạng cổ phiếu yếu và những cái mạng cổ phiếu mạnh có nghĩa là trong cái nhịp vừa rồi này mẹ cổ phiếu nào nó cũng bị giảm nha mẹ cổ phiếu dùng, dùng có mẹ cổ phiếu nào nó cũng bị giảm chung thì rất nhiều các cái mẹ cổ phiếu ngày hôm nay á cái chạc của nó rất giống như thị trường À, gọi là cái biểu đồ của nó rất giống như thị trường á thì sắp tới anh chị anh chị lưu ý khi mà thị trường nó hình thành một cái vùng cân bằng á thì anh chị lưu ý cho em như sau có nghĩa là anh, em sẽ ví dụ các chị là trong giai đoạn vừa rồi á là cái mẹ cổ phiếu của mình á nó sẽ giảm như thế này đó nó giảm như thế này à, nha nó giảm như thế này thì giống như á, là nó rơi từ cái vùng bên trên này đi nó giảm như thế này thì ngày hôm nay á nó xuất hiện một cái nến như thế này đó thì sắp tới á anh chị lưu ý lưu ý cho em những cái mẹ cổ phiếu mạnh á những cái mẹ cổ phiếu mạnh á là những cái mẹ cổ phiếu á nó về lại cái vùng bên trên này trước là những cái mặt cổ phiếu gọi là cái sức mạnh của cổ phiếu cái này đem đem thì em chỉ xét về cái sức mạnh của cổ phiếu thôi gọi là cái sức mạnh giá thôi chúng ta không bàn về cái vấn đề về cơ bản doanh nghiệp ở đây mà cho em chỉ nói về cái sức mạnh của cổ phiếu sau một cái nhịp rơi thôi thì khi mà ngày hôm nói rất nhiều các mảng cổ phiếu nó sẽ như thế này đó là nó rơi đúng không và rất nhiều các mảng cổ phiếu nó có một cái phiên hồi phục như này thì sắp tới á, cái mẹ cổ phiếu nào về cái vùng này nhanh nhất á, đó là cái mảng cổ phiếu khỏe còn những cái mẹ cổ phiếu nào á những cái mảng cổ phiếu nào mà nó yếu hơn một chút á thì nó sẽ đánh hai đáy có nghĩa là nó cũng sẽ cân bằng đồng pha với thị trường có nghĩa là nó rơi nó rơi này đúng không rồi nó có một cái phiên hồi như hôm nay là một cái phiên hồi này và sau đó nó sẽ test lại một lần nữa nó sẽ test lại một cái lần cái đáy thứ hai và sau đó nó mới về cái vùng này đó nó có nghĩa là nó cũng sẽ test lại một lần nó cũng sẽ test lại là hai lần và nó về cái vùng này thì những cái mặt cổ phiếu mà nó về về thẳng luôn đó thì nó sẽ khỏe hơn một chút còn những cái mặt cổ phiếu mà nó đánh một đáy đánh hai đáy á, thì nó cũng sẽ về thôi nhưng mà nó sẽ về chậm hơn đó thì những cái nhịp rơi thì anh chị lưu ý cho em những cái những cái điểm như này á thì sau này anh chị sẽ nhận biết được là cái mẹ cổ phiếu nào nó mạnh cái mặt cổ phiếu nào nó yếu có nghĩa là những cái mặt cổ phiếu mạnh hay là những cái mặt cổ phiếu yếu á là cái vấn đề thời gian của cái mặt cổ phiếu đó về lại cái vùng giá trước khi mà cái mặt cổ phiếu nó rơi có nghĩa là cái mặt cổ phiếu mạnh hay không á nó phụ thuộc vào thời gian cái mẹ cổ phiếu đó trước cái mặt cổ phiếu đó từ cái điểm thấp nhất về lại cái vùng giá trước khi rơi à là cái mẹ cổ phiếu nào à ví dụ như đang nó đang nó đang đi lên dốc đi à, nó té xuống một cái rất là lâu thì cái mẹ cổ phiếu nào hồi phục nhanh nhất cái mẹ cổ phiếu nào về lại cái vùng giá mà nó trước khi rơi nó nhanh nhất đó thì đó là những cái mẹ cổ phiếu nó có sức mạnh nó khỏe hơn đó thì nếu anh chị nào mà mua mới á thì anh chị nên nên chọn những cái mẹ cổ phiếu nó có sức mạnh giá khỏe như vậy còn những anh chị nào còn kẹp hàng á những anh chị nào còn kẹp hàng hay là những anh chị nào là chưa cơ cấu được cổ phiếu thì anh chị nên chờ nó có những cái vùng cân bằng như này để chúng ta đánh giá được là cái mặt cổ phiếu mình là cái mạng cổ phiếu nó khỏe hay là nó yếu ví dụ như là thị trường cân bằng đi à, ví dụ như là sắp tới là thị trường nó cân bằng thì anh chị thấy là anh chị xem thử là cái mặt cổ phiếu mình nó, nó chạy trước so với thị trường nó cân bằng sớm so với thị trường hay là nó nó đi cùng pha so với thị trường thì nếu mà trường hợp có là mạnh hơn so với thị trường hay là chạy đồng pha so với thị trường thì đó là những cái trường hợp cũng tương đối tốt và chấp nhận được đó. còn nếu mà trường hợp khi mà thị trường cân bằng á, thì nó không cân bằng mà nó còn giảm thêm á, thì em nghĩ đó là những cái mẹ cổ phiếu khá là yếu và anh chị nên loại bỏ ra danh mục anh nha có lẽ cái danh mục của mình á, nói chung là cũng phải tối ưu những cái mẹ cổ phiếu nào á, mà khi mà thì tr... nói chung là phải chạy đồng pha với thị trường hoặc là chạy nhanh hơn thị trường á, thì chúng ta nên giữ còn nếu mà thị trường nó cân bằng á, mà cái mẹ cổ phiếu nó không cân bằng và cái mẹ cổ phiếu đó nó cũng không tăng trở lại mà nó còn giảm thêm á, thì anh chị nên loại bỏ những cái mẹ cổ phiếu đó ra tại vì đó là những mẹ cổ phiếu nó khá là yếu và nó không hút được dòng tiền tại vì khi mà thị trường nó rơi anh chị cứ nghĩ như thế này là, là để cho dễ hiểu nè khi mà thị trường nó rơi á thì cái dòng tiền đứng bên ngoài á thì người ta sẽ chọn cái mẹ cổ phiếu nào thì người ta sẽ chọn những cái mẹ cổ phiếu mà tốt những cái mẹ cổ phiếu tốt trước mắt là cái mức sức mạnh giá của nó là nó phải đi ngang so với thị trường hoặc là hoặc là nó mạnh hơn so với thị trường thì những cái mẹ cổ phiếu nào mà nó tốt á thì nó mới hút được tiền còn những cái mẹ cổ phiếu nào mà nó đã nó đã xấu rồi á thì cái dòng tiền á, nó không thèm đổ vào nó được đâu và nên những cái mẹ cổ phiếu nào mà nó yếu á thì anh chị phải chấp nhận sự thật là cái mẹ cổ phiếu anh chị nắm là cái mẹ cổ phiếu nó đang yếu thì khi mà đang yếu á thì chúng ta phải linh hoạt chúng ta cơ cấu lại hạn chế anh chị trung bình giá nha việc chúng ta mua thêm hay là chúng ta mua là mua trung bình á anh chị nên mua vào hai cái trường hợp này tức là một là chạy đồng pha so với thị trường hai á là chạy nhanh hơn thị trường chứ đừng bao giờ mua những cái mẹ cổ phiếu mà nó nó yếu hơn thị trường cái việc mà bán cái mẻ cổ phiếu mạnh và mua trung bình cái mẹ cổ phiếu yếu á, là em thấy đây là sai lầm rất là hay gặp đối với rất nhiều các anh chị nhà đầu tư. có nghĩa là sao? có nghĩa là khi mình những cái mẹ cổ phiếu mạnh á, là anh chị bán sạch, anh chị bán sạch hết. còn anh chị đem tiền đó, anh chị bán xong á, anh chị đi trung bình những cái mẹ cổ phiếu, những cái mảng cổ phiếu yếu, thì ngay sau đó đó, những cái mẹ cổ phiếu anh chị bán á, là nó cứ chạy liên tục, nó nó cứ chạy liên tục à? đó, anh chị bán xong rồi nó cứ chạy liên tục. còn những cái mẹ cổ phiếu anh chị mua anh chị mong chờ cái mẹ cổ phiếu nó tăng trở lại á, thì nó cứ đi ngang, nó cứ giảm thêm liên tục. đó, thì đã là nghịch lý trong đầu tư đó anh chị phải rút kinh nghiệm sau những nhịp điều chỉnh như này ha có nghĩa là những nhịp điều chỉnh như này á cái mẹ cổ phiếu nó mạnh hay không á về cái mặt sức mạnh giá đó đó là nằm ở cái vấn đề thời gian vấn đề thời gian của cái mẹ cổ phiếu đó về lại cái vùng giá trước khi mà nó rơi á càng nhanh thì nó sẽ càng mạnh đó đó là à, tốc độ của cái mẹ cổ phiếu sau khi rơi khi mà nó về lại cái vùng giá mà nó trước khi rơi càng nhanh thì đó là những cái mẹ cổ phiếu nó càng khỏe còn những cái mẹ cổ phiếu khi mà nó khô lại còn ừ, những cái mẹ cổ phiếu khi mà test lại đây á thì nó vẫn sẽ về thôi, nhưng mà nó sẽ về nhanh hơn. Nó xin lỗi chị nó sẽ về chậm hơn một chút thôi. Đó, thì anh chị có thể nắm nếu chị nào thường xuyên cái video của em á, anh chị thường xuyên xem cái video của em thì anh chị cũng đã nắm cái tinh này, cái tinh thần này rất nhiều rồi. Nói chung là những cái vấn đề về xử lý về cổ phiếu, về xử lý của những cái mẹ cổ phiếu mạnh, cổ phiếu yếu á thì nếu chị nào thường xuyên theo dõi cái video của em thì anh chị cũng đã biết rất nhiều rồi. Nhưng mà nhưng mà giai đoạn vừa rồi thì rất nhiều các chị mới rất nhiều các chị mới vào khoảng là ngày tháng 10, tháng 11 thôi ở khi mà chị thấy thị trường nó ngon quá này thì cái vùng này là cái số lượng tài khoản mở mới rất là nhiều này thì khi mà số lượng số lượng tài khoản mở mới mà nhiều á và là cái kinh nghiệm đầu tư thì còn lại cũng cũng chưa có nhiều nên là trong những giai đoạn này thì em cũng chia sẻ rất là nhiều về cái về góc nhìn về thị trường cũng như là các hướng xử lý để anh chị có thể à, có thể xử lý tốt hơn trong ngày sắp tới. Rồi à, nắm tinh thần như vậy, anh Gia, nắm tinh thần như vậy về những cái mặt cổ phiếu mạnh, những cái mặt cổ phiếu yếu. Rồi để chúng ta đi qua kỹ hơn về những cái mặt cổ phiếu trong tất cả các ngành. À, ngành ngân hàng thì em sẽ đi qua về một số mã cổ phiếu thôi nói chung là ngày hôm nay thì cái cái biểu đồ của cái mã cổ phiếu á cái mã nào cũng như mã nào thôi rồi ngày hôm nay em đi qua những một số mã cổ phiếu ngân hàng tìm lấy STB trước đi à, STB thì sau một cái nhịp rơi á thì hiện tại thì mã cổ phiếu này nó khi mà nó chạm về đúng cái đường neckline này cái đường neckline nghĩa sao cái đường neckline nghĩa là cái đường cổ đó cái đường cổ khi mà cái mã cổ phiếu này nó tạo một đáy này, gì không nó tạo một đáy nó tạo hai đáy này break được cái đường neckline này thì ngày hôm nay nó quay trở về lại tới lại ngày hôm nay thì nó quay trở về nó test lại đường neckline này gọi là cái đường cổ đó và nó bật tăng lên lại hiện tại vì STB giống như là những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng khác thôi thì nó sẽ em nghĩ là nó phải cần nó phải cân, cân bằng thêm nhưng mà ngày hôm nay chỉ đơn giản là một cái phiên hồi kỹ thuật thôi đó, thì nó phải cân bằng thân cân bằng thêm phía sau thì nếu mà cân bằng thêm thì nó sẽ quay trở về những cái vùng đỉnh cổ của nó hay là một số mẹ cổ phiếu như là OCB OCB cũng tương tự OCB cũng quay trở về nó test lại cái đỉnh đó anh chị ha đó đó là kiểu gì thì kiểu thì thì thằng OCB nó cũng nó cũng nó cũng chỉ quay về nó test lại cái đỉnh cũ của nó thôi tại vì cái mặt cổ phiếu này nó nó đã vượt đỉnh rồi thì khi mà cái mặt cổ phiếu khi mà nó chạm về cái vùng đỉnh cũ á thì cái thì cái vùng này thì thằng OCB này, này nó đã test lại rất là nhiều lần rồi đó nó test một lần này nó test hai lần thì nó test lại ba lần này thì nếu mà giai động giai đoạn phía sau mà thằng OCB nó vào sống á thì nó sẽ chạy rất là khỏe đó tại vì cái vùng này nó cũng đã test rất là nhiều lần rồi đó rồi hay một số mặt cổ phiếu như là MB MB thì nó chạm về cái vùng đáy của đáy luôn rồi là cái vùng quanh là khoảng 27 28 bên dưới này thì hiện tại thì MB MB thì sau một cái nhịp rơi này á thì cái mẹ cổ phiếu này nó giống như là nó nó quay trở lại là một cái nhịp bình thường. À, có nghĩa là nó, nó phải tích lũy trở lại, nó phải nó phải sai quay trở lại thì nó sẽ đi lên giống như cái nhịp như này. Đó nó, nó cứ lên nó chỉnh lên nó chỉnh thì cái nhịp sớm cũng, cũng, tương tự như vậy thôi. Nhưng mà nhìn, nhìn chung á, về cái sức mạnh giá của MB á, thì nó hơi yếu sau so một chút. Có nghĩa là nó hơi yếu so với một số mẹ cổ phiếu kia một chút. Cái cơn cũng tương tự à, Techcom thì nói với những cái gọi là những cái mặt cổ phiếu về cái nền tảng cơ bản của nó thì tết cơm với lại MB thì không phải bàn nói chung là không phải bàn nhưng mà hiện tại những cái mặt cổ phiếu này sau những cái nhịp mà sau những cái nhịp như là ngày ngày 24 tháng 11 á thì những cái nhịp này thì cái khối gọi là cái lượng người gọi là những cái lượng người đu vào nó quá nhiều đi thì khi mà cái tin tức covid nó xảy ra mà nó xấu đó thì cái mặt cổ phiếu này đang sẽ mọi nhịp rũ thì em nghĩ là nó sẽ cân bằng lại phía sau thôi thì uh, cái sóng ngân hàng á cái sóng ngân hàng thì em nghĩ là nó, nó phải ở quý một anh chị lưu ý ha quý một năm sau thì em, thì em nghĩ là những cái mẹ cổ phiếu mà ở cái nhóm gọi là bây giờ thì em vẫn giữ ngân hàng thôi nhưng mà những cái giai đoạn mà khoảng năm sau đó năm sau thì những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng nó sẽ vào sóng rất là tốt anh chị hiểu không ngân hàng là trong giai đoạn là khoảng quý một hay không thì nó sẽ chèm một cái cơn sóng rất là rất là lớn đó anh chị anh chị để ý kỹ nè anh chị nếu anh chị nếu anh chị nào đánh theo phương pháp là VSI á có nghĩa là volume uh, volume spread uh, volume spread analysis á, mà VSI á của quý cấp đó, thì anh chị có anh chị nếu chị nhận ra được á là giai đoạn này là một giai đoạn tích lũy rất là tốt của các mẹ cổ phiếu ngân hàng như là Techcom cơm này nhau anh nhìn thấy các cái gọi là các các cái pha của nó là pha a này pha a này pha b này sắp tới là pha c thì khi mà hình thành pha c mình nó có một cái nhịp là những cái nhịp như là spring đó những cái nhịp như là terminal set cao thì giai đoạn phía sau nó sẽ rất là khỏe đó giống như là techcombank hay là các cái mạng cổ phiếu như là hd bank này đó này nó có nhiều những cái mô hình của wicco của vsa có là gọi là em hay gọi là đơn giản về tích lũy đó những 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 cái mạng cổ phiếu ngân hàng nó đã, đã tích lũy trong giai đoạn nửa năm rồi từ giai đoạn là tháng tháng năm đến bây giờ là sáu bảy tháng rồi sáu mươi tháng rồi thì khi mà nó chạy nó còn khi mà nó vào sống trong giai đoạn là khoảng 20 không năm sau á thì nói chung là cái vấn đề này thì cũng tùy thuộc à, cũng tùy thuộc vào cái góc nhìn và vĩ mô nói chung là cách thức về vĩ mô rồi nhưng mà theo góc nhìn về về tích lũy đó theo góc nhìn về độ tích lũy đó thì những cái mẻ cổ phiếu ngân hàng á trong giai đoạn năm sau mà nó nó không chạy thì thôi nhưng mà năm sau mà nó chạy ra thì nó sẽ chạy rất là kinh đó nha những cái mẻ cổ phiếu ngân hàng thì hiện tại vẫn giữ quan điểm là một quan điểm là cái ngành an toàn ngành hay là cái ngành an toàn và cái ngành giữ tiền cho anh chị đó à, nha rồi À, tiếp theo là những cái cổ phiếu chứng khoán chứng khoán ngày hôm nay có hai mẹ cổ phiếu nó nhưng mà nó cũng rơi sâu rồi nói chung ngày hôm nay chứng khoán thì có thể nói là cái phiên hồi kỹ thuật thôi tại vì nhiều mẹ cổ phiếu nó cũng đã rơi khá là sâu rồi thì hiện tại thì anh chị cứ nắm tới thằng như vậy anh chị nên chờ những cái phiên gọi là những cái phiên nó cân bằng trở lại anh nha nó cân bằng trở lại đó nhìn chung là thị trường nó cứ cân bằng trở lại thôi em chỉ đi lướt qua thôi anh nha em chỉ đi lướt qua thôi ssi thì nó khỏe một chút tại vì ssi với lại vnd á ssi với lại vnd thì trong cái nhịp rồi thì nó không rơi sâu những cái mẻ cổ phiếu khi mà rơi mà nó không rơi sâu á thì trong giai đoạn phía sau á khi mà nó chạy thì nó sẽ chạy trước anh nhỉ ha rồi những cái mẻ cổ phiếu mà nó rơi sâu hơn ví dụ như là SBS này SPS thì nó rơi sâu hơn này hay là các cái mẻ cổ phiếu như là bsi thì cũng rơi sâu này thì những cái mẻ cổ phiếu khi mà rơi sâu á thì trong giai đoạn nó hồi phục thì nó sẽ lâu hơn tại vì tại vì sao tại vì sao anh chị lưu ý tại vì sao tại vì anh chị cứ nghĩ đơn giản này giống như là anh chị đang đi lên dốc nha à, giống như anh chị đang đi lên dốc đúng không rồi cái nhịp này là cái nhịp anh chị bị mất thế thì khi mà anh chị cân bằng trở lại á anh chị cân bằng trở lại á, thì cái thế mà anh chị bị mất nó không có nhiều đó à, có là từ cái vùng giá là khoảng khoảng từ vùng giá của viên đi là bên trên này nó rơi xuống này thì nó rơi không nhiều thì khi mà chỉ cần nó cân bằng trở lại nó lấy lại cái thế thôi thì nó sẽ chạy rất là dễ còn những cái mẹ cổ phiếu nó rơi sâu chẳng hạn ví dụ như ví dụ như một cái mẹ cổ phiếu như là ORS đi anh chị thấy không từ cái đỉnh cũ của nó từ cái đỉnh cũ của nó bên trên này mà nó rơi một mạch như này thì trong quá trình nó sâu để mà nó lấy lại cái thế đó giống như giống như là đang đi lên dốc à đang đi nó đang đi một cái mặt, nó đang đi một giai động rất là tốt nhưng mà rơi một cái mạch như này thì còn là nó nó té đau không à? anh nhỉ? Có là nếu anh chị nghĩ là anh chị đang đi lên dốc mà anh chị bị ngã xuống đi thì nó đau không? À? Mà nó ngã sâu á, đây là rơi sâu nghĩ là nghĩa là ngã rất là đau, ngã cái vết thương rất là đau. Thì khi mà vết thương nó đau á thì nó phải cần thêm thời gian để nó hồi phục. Nó chữa lành cái vết thương đó nó cân bằng và nó lấy lại cái thế. Thì khi mà lấy lại nó thế thì nó sẽ hồi phục trở lại. Nhưng mà trong quá trình hồi phục trở lại thì nó không phải nó không phải hồi phục một cái mạch như vậy đâu mà nó nó tăng nó tăng nó chỉnh nó tăng nó chỉnh nó tăng nó chỉnh liên tục tại vì sao tại vì cái lượng người kẹp hàng á cái lượng người kẹp hàng khi mà rơi á cái vùng này là rất nhiều còn VND đi đây à, còn ví dụ như là VND thì khi mà rơi một cái một cái vòng một cái phòng ít như vậy á thì nó sẽ cân bằng được tốt hơn thì trong quá trình phía sau nếu mà nó có hồi phục trở lại á thì cái lượng người đu đỉnh có nghĩa là cái lượng người mà còn kẹp bên trên để nó hấp thụ á thì nó hấp thụ rất là nhanh đó vậy nên đó là lý do vì sao em hay nói với anh chị là khi mà một cái mẹ cổ phiếu nó rơi á thì anh chị nên chọn những cái mẹ cổ phiếu mà nó, nó rơi ít và thứ hai á là cái quá trình hồi phục của nó là quá trình hồi phục nó nhanh thì anh chị có thể chú ý về những cái mảng cổ phiếu đó để anh chị mua là để anh chị mua thôi còn những anh chị mà nắm giữ mà anh chị còn kẹp hàng á thì chúng ta phải xử lý từ từ nha rồi tiếp theo là những cái mảng cổ phiếu là những cái mảng cổ phiếu bất động sản thì em nói chung về ngành ngân hàng cũng là ngành chứng khoán thì hai cái ngành này á thì anh chị nên chờ thị trường nó cân bằng đi tại vì chỉ cần thị trường nó cân bằng thì chúng ta mới biết được là cái mảng cổ phiếu nào là cái mảng cổ phiếu khỏe và cái mảng cổ phiếu nào là cái mặt cổ phiếu yếu anh nhỉ ha rồi đó là hai ngành ban và chứng khoán ngành tiếp theo là ngành thép cũng tương tự thôi trong rơi là cũng hồi kỹ thuật này SMC này hay là TLH này hay là hóa phát này hóa phát ngày hôm nay thì có thể gọi là một cái phiên cũng bình thường gọi là một cái phiên hồi kỹ thuật rồi đó nhưng mà để tăng lại thì là phải cần một thời gian rất, rất là dài à nha cũng thời gian rất là dài cái vùng này cũng là một cái vùng đáy của đáy với hòa phát rồi vùng giá khoảng 45 47 là cũng đáy của đáy rồi nhưng mà để tăng trở lại gọi là cái thời gian mà nó để nó về lại cái vùng bên trên này, này là nghĩ là em nghĩ là bây giờ chắc phải tính bằng chắc phải tính bằng bằng quý rồi em nghĩ là nếu mà bây giờ mà để họ phát là nó về lại cái vùng đỉnh trên á là phải tính bằng quý rồi chứ mà để một tháng thì em nghĩ là không thể một hai tháng mà để mà họ phát nó chạy một mạch mà từ bên dưới này bên trên này, này thì nó không thể đâu anh nó không thể đâu nói chung phải tính bằng quý À, một quý hay hai quý còn để là một tuần một tuần thì nó không thể rồi, một tháng nó, một tháng thì cũng không thể thì em nghĩ là để những cái cổ phiếu hòa phát nó cân bằng hay là đi lên trở lại thì nó phải cần một thời gian rất là lâu à, chúng ta đồng ý rằng á, là khi mà chúng ta xin trên đầu tư trên thị trường á, thì chúng ta đồng ý rằng là hòa phát là một cái giá này á, cái giá này là một cái giá chiết khấu quá tốt với hòa phát giá này thì em, em phải chúng ta cũng phải công nhận là nó nó rẻ nhưng mà nhưng mà nhưng mà khi mà nó rẻ nhưng mà về cái xu hướng của nó thì nó vẫn chưa có một xuống nào rõ ràng đó thì chúng ta cũng không dám bắt đâu anh nha nói chung là rẻ thì rẻ mình chúng ta cũng không nhắm mắt thì khi mà em đầu tư em em có hay nói một cái câu á là xu hướng mà tốt á giá cao cỡ nào cũng mua có là xu hướng mà tốt giá cao cỡ nào cũng mua nhưng mà xu hướng mà xấu á giá thấp cỡ nào á thì cũng không bắt anh nha xu hướng tốt giá cao cỡ nào thì cũng mua nhưng mà xu hướng xấu giá thấp cỡ nào cũng không bắt tại vì chúng ta không biết là nó rơi tới đâu anh nha chúng ta không biết là nó rơi tới đâu giống như là khi mà anh chị đăng anh chị đang rơi đi chẳng hạn giống như là anh chị đang rơi từ cái vách núi nha anh chị đang rơi từ cái vách núi anh chị rơi xuống nhưng mà cái bệ đỡ phía sau á, anh chị không có có anh chị không có cái bệ đỡ mà khi mà anh chị cứ rơi mà nó không có cái bệ đỡ như này á mà nó anh chị cứ rơi mãi rơi mãi mãi thì không biết chúng ta chúng ta khi nào chúng ta sẽ ngừng rơi à, không biết khi nào là đấy à, không biết khi nào là đấy thì chúng ta phải chờ nó hình thành những cái vùng cân bằng chờ nó nó tạo đáy thì chúng ta mới mua được anh nhỉ ha với lại là còn là về cái về cái chu kỳ của ngành thép á nói đi thì cũng phải nói lại anh à, nó đi thì phải nó lại thì những cái mặt cổ phiếu như là hoa sen này anh chị để kỹ đi anh chị nếu mà anh chị đầu tư vào giai đoạn là khoảng 2020 đi nó ở vùng giá vùng giá 4 nó ở vùng giá 4 mà nó nó, nó cao nhất là vùng giá là 50 là nó tăng 12 lần là nó tăng 12 lần trong vòng một năm rưỡi anh à, một cái mặt cổ phiếu mà người ta đã lời 12 lần trong vòng một năm rưỡi thì anh chị cũng không thể đòi hỏi gì thêm và quan trọng đó là cái vị thế của mình thôi Nam Kim nào anh chị nhìn Nam Kim nè Hoa Sen là tăng 12 lần này, anh chị nhìn, nhìn Nam Kim này. À, Nam Kim đâu rồi? Đây. Nam Kim cái điểm thấp nhất của nó là vùng giá vùng giá 4. Và cái điểm cao nhất của nó là vùng giá 50 50 56 là nó tăng 14 lần. Một cái mẹ cổ phiếu trong vòng một năm rưỡi mà nó tăng 14 lần. Anh chị thấy một cái lớp anh chị thấy một cái một một cái mẹ cổ phiếu, nói chung là một cái một cái một cái gì mà chỉ trong vòng 2 năm mà nó tăng 14 lần không? Chưa được 2 năm nữa. Lừa gửi ngân hàng á, gửi ngân hàng gửi ngân hàng 1 năm 5 6% mà đánh nam kim này 1 năm rưỡi mà tăng 14 lần thì cái việc mà nó tăng gấp ít lần như vậy á thì cái việc nó giảm là bình thường. Và nó cũng là một cái một nó đi một giai đoạn nó cũng hết chu kỳ rồi. Nó hết chu kỳ rồi. Khi mà chúng ta về nhìn về cái giá thép hay là khi mà chúng ta về nhìn về những cái uh, gọi là những về những cái uh, về những cái yếu tố của của chu kỳ kinh tế nói chung là giai đoạn giai đoạn vừa rồi thì cái giá thép nó tác động rất là nhiều chúng ta cũng phải công nhận là về cái bản chất doanh nghiệp của những cái mặt cổ phiếu thép này quý tư nó vẫn rất là tốt anh ha quý tư này nó vẫn rất là tốt nhưng mà tại vì cái tâm lý nhà đầu tư khi mà khi mà người ta gọi là đón trước được chu kỳ á giống như là giống như giống như là đón đón trước được chu kỳ á chẳng hạn em lấy ví dụ như anh chị là với một cái mặt cổ phiếu như là hòa bình đi nếu anh chị nào có đầu tư trong giai đoạn là khoảng 2010 2017 đó thì anh chị nhớ với cái mặt cổ phiếu hòa bình này này nè. cái mặt cổ phiếu hòa bình này á nó tạo đỉnh cái mã cổ phiếu HBC này nó tạo đỉnh ở lúc là khoảng tháng tháng 10 2017. À, Anh nhỉ, tháng 10 2017 là cái mã cổ phiếu này hồi bình nó tạo đỉnh. Nhưng mà báo cáo quý có nghĩa là tháng 10 20 cái mã cổ phiếu này tháng 10 2017 thì nó mới tạo đỉnh. Đó à, thì nó có là tháng 10 2017 thì nó đã tạo đỉnh rồi. Nhưng mà cái kết quả kinh doanh của cái mẹ cổ phiếu này á tháng uh, quý 1 20 2018 thì nó mới bắt đầu nó xấu. À nha có nghĩa là cái quý tư của 2017 của hòa bình đó, nó vẫn rất tốt thì khi mà anh chị chờ cái báo cáo cái báo cáo quý tư mà nó ra đó thì anh chị đã mất anh chị đã mất uh... để em xem thử bao nhiêu tiền anh chị đã mất 35 phần trăm anh chị đã mất 35 phần trăm có nghĩa là cái báo cáo cái báo cái quý của nó vẫn rất đẹp nếu chị nó chị nhớ là báo cáo quý quý tư hoặc là quý quý tư 2017 của hòa bình đó, nó cực kỳ đẹp nhưng mà nhưng mà nếu anh chị nào nắm giữ đến gọi là đến gọi là đến cái đến cái thời điểm ra báo cáo tài chính á thì nó gọi là có nghĩa là em không nói là cái vấn đề này là cái vấn đề gọi là vấn đề cổ phiếu hay là vấn đề về thị trường nhưng mà anh nói với anh chị là khi mà một cái mẹ cổ phiếu mà nó đã hết chu kỳ của nó đó về những người mà nhận ra đó nhiều những người mà nhận ra là cái chu kỳ của nó nó chỉ tới đây thôi thì người ta sẽ bán rất là sớm chẳng hạn như là những chẳng hạn như là người ta không quan tâm à anh à, chị không có có nghĩa là quý một quý 1 hay không có là quý quý 1 2018 của Hòa Bình đó nhỉ ha. Thì là quý 1 2018 Hòa Bình là khi mà giai đoạn này nó ra báo cáo này. Thì cái báo cáo tài báo cáo tài chính của nó vẫn rất tốt. Vẫn rất tốt. Nhưng mà nó đạo nó đã tạo đến cơ là quý 4 2017 thì báo cáo tài chính nó vẫn rất đẹp. Và quý 1 2018 thì báo cáo tài chính của, của, Hòa Bình nó vẫn rất đẹp. Nhưng mà chỉ cần cái sóng xây dựng khi mà nó nó chạy hết chu kỳ đó, nó chạy hết chu kỳ của nó thì nó tạo đỉnh thì nó cứ rơi thôi. Đó nó tạo đỉnh là nó rồi Hay là giống như Nam Kim này. Nam Kim thì bây giờ nó vẫn tốt nhưng mà khi mình hết chu kỳ thì khi mà người ta nhận ra đó thì cũng nó cũng đang đang rơi rồi này nói chung là cái vấn đề này thì em không em không đánh giá là cái nó có nó có những cái phiên hồi hồi kỹ thuật trở lại hay không có là ví dụ như nó rơi như này đi thì nó sẽ có những cái nhịp hồi kỹ thuật trở lại à, nó có là, tại vì khi mà nó phân phối á, thì nó sẽ có phân phối từ từ nha à, ví dụ chẳng hạn như là phân phối nên nó sẽ phân phối nó nhất là như này đó. À, nó sẽ gãy như này nó nhất là vậy à, đó là nó sẽ phân phối từ từ nó sẽ giúp nó sẽ phân phối xuống chứ không phải nó rơi một mặt xuống đâu và nên em nghĩ là À, chúng ta không biết là cái nhịp hồi trở lại thì nó bao lâu nhưng mà hiện tại thì với những cái mẹ cổ phiếu ngành thép á, thì 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 nó hơi xấu rồi thật sự anh là nó khá là xấu quý tư này thì ai cũng biết là nàng, báo cáo tài chính của nó vẫn rất là đẹp rồi nhưng mà hiện tại thì với một cái tình hình như này thì nó đúng là nó 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 cũng rơi xấu. khá là sâu thì để để xem á, thì những cái mẹ cổ phiếu ngành này thì nó có những cái phiên hồi lại hay không rồi đó là những mẹ cổ phiếu ngành thép anh chị ha rồi tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu là bất động sản bất động sản công nghiệp rồi cái ngành này ngành này thì đa phần là những cái cổ phiếu nó hồi kỹ thuật thôi thì đếm lướt qua nói chung là đếm lướt qua thì hag thì nó khỏe này hag thì nó có câu chuyện rồi để à, đếm lướt qua thì đếm xem thì thử cái mặt cổ phiếu nào mà nó khỏe đếm để gọi để, là để xem tại vì cái ngành này cái ngành này thì em em giá nó vẫn còn sống tại vì nó, nó, vẫn còn sống còn là mặc dù mặc dù trong vòng rồi thì có cái thông tin về thanh tra uh, thanh tra về cái uh, phát hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt là những cái mặt cổ phiếu bất động sản đó thì cái thông tin này nó tác động khá nhiều tác động khá nhiều đến gọi là đến cái tính chất của thị trường không chỉ là bất động sản không đâu mà nó còn tác động đến ngân hàng và chứng khoán nữa. Vậy nên cái nhịp vừa rồi thì em nghĩ là đang nó cũng bị tác động rất là nhiều bởi cái tin gọi là về thanh tra phát phát hành trái phiếu đó. Rồi thì hiện tại thì những cái mẹ cổ phiếu bất động sản thì nó có những cái nhịp hồi phục trở lại này, HDC này, HDC thì cái mẹ cổ phiếu này em, em rất là thích đó nhỉ ha? HDC là một cái mẹ cổ phiếu có nền tảng cơ bản rất là tốt đó. Nhưng mà để xem thì nó tích lũy như nào, thì vì nó cũng đã chèm nhịp rất là dài rồi. À, CEO hôm nay cũng hồi này, Long Điền LDG, HS, à, rồi uh, SR SR cũng là một cái mẹ cổ phiếu cũng khá là khỏe này. Thì SR nó có một cái vùng hỗ trợ rất là cứng quanh vùng giá là khoảng 17 18 trên này. SR thì nếu tại vì SR á là một cái mẹ cổ phiếu nó có một cái nền giá khá là cứng nhưng mà, nên là khi nó chạm về nền giá đó thì nó bật thân lên luôn. Thì để xem SR nó có nó đánh nó có đánh hay đấy hay không. Thì nếu mà nó có tạo hay đấy thì anh chị có thể có nhắc anh chị lấy vị thế được anh chị ha. Rồi một số mẹ cổ phiếu như là DIG. DIG là một cái mẹ cổ phiếu rất là khỏe đó. Nhưng mà để xem thì nó tích lũy như nào. Nó giống như là giai đoạn này này. Nó giống như giai đoạn này này thì để xem nó tích lũy như nào. Rồi, DRH cũng hồi trở lại này, uh, DIG, uh, KDH, cái ngành này thì hồi chị em nhớ nhìn qua thì em thấy là em thấy HDC thì khá là khả quan. Nói chung là về cái góc nhìn về về cảm nhận của em về cái sức mạnh cổ phiếu thôi. Thì em thấy HDC này là khả quan. Em chỉ nói sức, sức mạnh về cổ phiếu thôi vậy ha. Lịch thì có HAG, có HDC, um, HAG, HDC có SCR, có DIG. Em xem và về sức mạnh giá của cổ phiếu thôi có làm cảm có cả KBC này KBC xuống cũng khá là tốt này KBC xuống cũng khá là tốt anh nhỉ ha đó, những cái cổ phiếu hay là Nam Long thì mình cũng nên chờ đi Nam Long thì cũng xuống là nó cũng đang tích lũy này đó những cái mặt cổ phiếu đất xanh cũng khá là tốt cũng khá là khỏe này Hà đô thì quá mạnh rồi Hà đô con này đúng đúng trâu luôn Hà đô con này con này nó quá trâu luôn thị trường nó giảm thì nó không xin si nhê khi mà thị trường nó hồi lại thì mặt cổ phiếu này chạy luôn này rồi thì một số mặt cổ phiếu như vậy thôi những cái mặt cổ phiếu mà nó rơi sâu hơn á, ví dụ như là có nhiều mặt cổ phiếu như là IDG này. IDG thì cái nhịp vừa rồi thì nó rơi khá là sâu. cái mẹ cổ phiếu này là bị mất thế rồi. Nhưng nó nói các chị là những cái mặt cổ phiếu khi mà nó muốn tăng trở lại á thì trước mắt nó phải lấy lại cái thế của nó trước. Còn cái mặt cổ phiếu này nó bị nó, nó để, nó, gọi là nó nó bị mất thế rồi thì để xem nó cân bằng như nào thì chúng ta mới đánh giá được. À, một số mẹ cổ phiếu khác thì có thằng có VGC. VGC cũng cân bằng khá tốt này. À, một số cổ phiếu như là CKG, CKG mạnh ghê nhỉ ha, cổ phiếu này mạnh đó, mà cổ phiếu này anh chị cũng có thể nốt lại được này, mà cổ phiếu này khá là khỏe, à, số mà cổ phiếu là Vinh Vinhome chủ yếu là điều tiết thôi, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm vẽ chiếc xe cái nhịp rồi đánh khá là giống nhau, cái nhịp của Nam Từ Liêm vẽ chiếc xe cái nhịp rồi đánh khá là giống nhau, ở à, là chỉnh rồi nó tăng rồi nó chỉnh là, là chỉnh tiếp, những cái mẹ cổ phiếu này về nền tảng cơ bản của nó thì cũng khá là tốt, nhưng mà về về cái sức mạnh giá của những cái mẹ cổ phiếu này thì nó hơi yếu một chút, thì để xem nó cân bằng lại cái giai phía sau như nào tại vì tại vì cổ phiếu nó tăng hay là nó giảm thì chúng ta cũng không biết được nên là để khi mà thị trường nó cân bằng đi nói chung là những cái mẹ, những cái mẹ cổ phiếu nào á mà nó hồi kỹ thuật đồng pha với thị trường nó hồi đồng pha với thị trường thì anh chị nên chờ ở cái phiên là khoảng ngày thứ năm đặc biệt là cái phiên ngày thứ sáu cái phiên ngày thứ sáu là làm cái phiên là em sẽ làm một cái video khá là dài để em đi qua từng các cái mẹ cổ phiếu để anh chị anh chị có thể có góc nhìn rõ hơn tại vì sao lại cái ngày thứ sáu tại vì á tại vì cái ngày thứ sáu là những cái ngày mà thị trường nó nó đủ hoàn thành là khoảng 4 đến 5 phiên của những cái vùng cân bằng và khi đó là thị trường nó cũng có cơ hội là nó test lại nó test lại cái đáy thứ hai thì cái phiên ngày thứ sáu là để cho để xem là những cái phiên đó thì nó test lại như thế nào thì em sẽ đánh giá kỹ hơn về những cái mẹ cổ phiếu mẹ cổ phiếu nào mạnh mẹ cổ mẹ cổ phiếu nào yếu còn ngày hôm nay thì đa phần khoảng là 80 phần trăm đa phần là 80 phần trăm thì những cái nhịp hồi ngày hôm nay đa phần nhịp, nhịp hồi kỹ thuật thôi nhịp hồi kỹ thuật thôi và nó vẫn chưa xác định được là cái xu hướng của cái mẹ cổ phiếu là những một cái mẹ cổ phiếu khỏe là một hay là một mẹ, hay là một cái mẹ cổ phiếu yếu đó anh ha. rồi dầu khí thì em nghe cũng hồi lại này em bị lú qua thôi con bao khá là khỏe đây nha bà khỏe ghê đó con bao khi mà thị trường nó rơi thì cái mẹ cổ phiếu con bao này thì, thì, nó rơi trước thị trường mà nó cân bằng trước cân bằng trước thì nó chạy trước rồi ngày hôm nay thì có nhiều mẹ cổ phiếu ờ, dầu khí thì nghe rồi thì nó rơi khá là sâu nhưng mà hiện tại vẫn đang cân bằng rồi dầu khí em thấy đang cân bằng trở lại rồi này nha dầu khí thì khi mà rơi mà nó cân bằng trở lại như này cũng khá là tốt rồi đó. nói chung anh chị nào nắm, nắm, nắm dầu khí thì anh chị cũng khả quan rồi ha cũng khả qua hơn rồi như? nó cân bằng là nó phải cân bằng như thế này này đó thì nó sẽ khá là khả quan anh nha rồi, rồi. Uhm, tiếp theo là những cái mẹ cổ phiếu về phân bón phân bón em nay cũng hồi kỹ thuật thôi đạm phú mỹ này là một số mẹ cổ phiếu như là csv này cũng hồi kỹ thuật đạm cao mốc cũng hồi kỹ thuật thôi để xem nói chung là để chúng ta quan sát qua thôi à, bvt à, skg gmd ừ, Đa phần là hồi kỹ thuật nha đa phần là hồi kỹ thuật trở lại thôi các à, cái cổ phiếu như HAH này hát khá là khỏi này hát mà nếu mà giai đoạn sau mà nó vào sóng á thì hát hát đánh được hát em thấy là khỏi nhất trong ngành cảng biển rồi đó ngành biển đó rồi tiếp theo những cái mặt cổ phiếu như này, dịch may thì có dịch may thủy sản thì có cms này à, cms là một cái mặt cổ phiếu em đang giá rất là cao nhỉ ha cái mặt cổ phiếu này nó nó có mô hình của quick cấp đó cái mặt cổ phiếu này nó có mô hình của quick cấp mà nó test lại gọi là nó nó đang ở cái pha E này mà nếu mà giai đoạn phía sau mà cái mặt cổ phiếu này nó có xu nó tốt mà mình nó kéo á, thì anh chị có thể lưu ý cái mặt cổ phiếu xem này được xem à, CMS là một cái mặt cổ phiếu nó có nền tảng các bạn rất là tốt với cái lượng hàng tồn kho trong quý ba này nó duy trì một lượng hàng khá là tốt thì ha rất tốt với mặt cổ phiếu CMS này thì anh chỉ, nếu chị nếu chờ đánh thị sản thì anh chị có thể lưu ý cmx à, với HC cũng được nha ha với HC của của thị sản á, giống như là các cái mặt cổ phiếu nhỏ của ngành chứng khoán gì đó còn với HC hay là FMC đó, thì giống như là những cái mặt cổ phiếu như là VND hay SSI có nghĩa là cái mức độ và là cái mức độ phủ sống nó nhiều hơn gọi là cái độ nổi tiếng nó nhiều hơn đó là những cái mà cổ phiếu đầu ngành MC hay là phát xe còn những cái mà cổ phiếu mà nó nó trẻ tuổi và nó và nó nhỏ 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 và nó lớn nhanh á, thì có CMS này thì nếu mà giờ đoạn phía sau thì chỉ có thể lưu ý là cái mẹ cổ phiếu này nhưng mà nên chờ nó cân bằng đây nói chung ngày hôm nay đa phần là hồi kỹ thuật thôi thì nên chờ nó nên đợi nó cân bằng để xem như nào để chúng ta mới đánh giá được à, gọi TM này cũng hồi phục cái loại này hay là TNG này đó. rồi em đi dạng em định là rồi chắc có lẽ là em sẽ kết thúc cái video của em ngày hôm nay. À, cảm ơn chị rất là nhiều. À, cảm ơn chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay. À, anh chị nào xem video thì có thể nhấn cho đặt một cái nút like. À, cũng như là một cái nút đăng đăng ký kênh gì ha. À, cảm ơn chị rất nhiều đã xem cái video ngày hôm nay. À, chúc anh chị về gia đình của mình có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc. À, và tình rất khỏe. À, hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video của em sắp tới. À, xin chào anh chị ạ. À.